Hội sân khấu thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ vừa tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác bài ca giọng cổ chủ đề Thành phố Cần Thơ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Hội sân khấu phát động cuộc thi đến tất cả hội viên và các tầng lớp nhân dân. Sau 5 tháng phát động, ban tổ chức nhận được gần 40 tác phẩm của 21 tác giả. Theo đánh giá, các tác phẩm dự thi đều đạt yêu cầu đặt ra. Nhiều tác phẩm khai thác tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác một cách sinh động trong cuộc sống, sử dụng ngôn từ đầy chất thơ văn, xúc động, dễ đi vào lòng người. Kết quả, ban tổ chức đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc để khen thưởng, trong đó giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Việt Trung với tác phẩm Chiếc nút áo Bác Hồ, hai giải nhì thuộc về tác giả Võ Hiếu Hòa và Quỳnh Văn Vũ với tác phẩm Tóc Quả Mi và Cổng chữ lên đồi. Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích.